ta có các hóa chất sau. Loại thứ nhất là natri chloruracan. Loại thứ hai là nước cất. Loại thứ ba là dung dịch acid chlorhydric. Loại thứ tư dung dịch natri hydroxit. Thứ năm là dung dịch natri chlorua, dung dịch đường saccharose và dung dịch ethanol. Dùng dụng cụ, thử độ dẫn điện, lần lượt nhúng vào các lọ, quan sát hiện tượng và rút ra kết luận. Thí nghiệm độ điện ly. Ta có hai lọ hóa chất. Lọ thứ nhất đựng dung dịch acid acetic nồng độ 1m. Lọ thứ hai đựng dung dịch HCl acid chlorhydric nồng độ 1m. Nhúng dụng cụ thử điện vào lần lượt hai lọ, quan sát thí nghiệm và rút ra kết luận.